Tối ngày 26 tháng 1, tại trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, các trường Trung học cơ sở thị trấn Khong Hin, Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quải Tở tổ chức chuyên đề môn tiếng Anh với chủ đề Tết Festival. Dự chuyên đề có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các thầy cô giáo dạy tiếng Anh các trường tiểu học và trung học cơ sở, trung học cơ sở trong huyện, đại diện ban giám hiệu các trường trung học cơ sở thị trấn Khong Hin, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quải Tở, tiểu học và trung học cơ sở Nà Sáy, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 trường trung học cơ sở thị trấn. Buổi chuyên đề môn tiếng Anh với chủ đề Tết Festival giúp cho mỗi người tham gia chương trình được nghe câu chuyện Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Từ đó mong muốn tiếp tục lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, không chỉ trong nước mà góp phần biểu đạt bằng ngôn ngữ quốc tế. Chuyên đề diễn ra với hai phần. Phần thứ nhất là phần thi kiến thức, phần thứ hai tổ chức các gian hàng với chủ đề Tết Festival. Đối với cái buổi chuyên đề ngày hôm nay, để có được buổi chuyên đề thành công như thế này là hoạt động chuyên đề thứ ba của cụm Trung học cơ sở thị trấn, Trung học cơ sở Khong Hin, Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quải Tở. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất là dài để chuẩn bị cho cái chuyên đề này. Cả ban giám hiệu đã chỉ đạo tất cả các đồng chí giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo viên trong nhà trường cùng tất cả giáo viên chủ nhiệm và học sinh của nhà trường đồng lòng để hoạt động cái chuyên đề này. Ở phần thi kiến thức có 4 đội chơi, mỗi đội 10 học sinh đã được lựa chọn từ các khối 7, 8, 9. Các đội chơi sẽ trải qua 4 vòng thi, khởi động, tăng tốc, vượt chướng ngại vật và về đích. Các bài dự thi gắn với từng chủ đề trong chương trình học. Các câu hỏi thuộc chương trình cấp trung học cơ sở như nghe thông tin và đoán từ, nghe khúc dạo đầu của bài hát để đoán bài hát và trình bày bài hát. Trả lời câu hỏi có liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, kiến thức tổng quát có liên quan đến ngữ văn, lịch sử và địa lý và các môn học trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để lôi kéo được các em yêu thích môn học tiếng Anh hơn thì chúng tôi sẽ tạo ra các sân chơi cho các em. Qua cái sân chơi này quảng bá được là học sinh trung học cơ sở thị trấn có khả năng nói tiếng Anh, có thể năng diễn thuyết, có khả năng là phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Phần thứ hai là tổ chức các gian hàng liên quan đến chủ đề Tết Festival, thu hút 9 gian hàng của các em học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9. Sản phẩm bày bán là những sản phẩm ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, được chế biến hợp vệ sinh, an toàn. Các mặt hàng, sản phẩm mua bán rất đa dạng và phong phú, từ các gian hàng giới thiệu những loại bánh cổ truyền như bánh chưng, bánh gù, bánh dày, khẩu xén, xôi, đến những gian hàng bày bán các món ăn hiện đại như trà sữa, xúc xích, khoai tây lắc, đều được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích. Gian hàng bán các sản phẩm thủ công, bán đồ chơi thông minh, dụng cụ học tập cũng rất đông vui. Có nhiều bạn nhỏ vui chơi ở hội chợ còn mua quà mang về cho gia đình, cho bạn bè. Các bậc phụ huynh vừa hướng dẫn vừa hỗ trợ các bạn học sinh kỹ năng bán hàng, tạo ra một bầu không khí vui tươi, náo nức hơn bao giờ hết. Cảm xúc của em là rất vui và tự hào về nhà trường của mình vì đã tạo ra một cái buổi sân chơi cho chúng em được giao tiếp và kỹ năng sống bên ngoài cuộc sống. Và còn giúp chúng em giao tiếp song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Và nhà trường đã giúp cho tất cả mọi người trong học sinh toàn trường một cái sân chơi bổ ích. Buổi sinh hoạt chuyên đề môn tiếng Anh với chủ đề Tết Festival khép lại với những dư âm hân hoan khó quên trong lòng mỗi người tham dự. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp các em học sinh được giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tìm về với cội nguồn văn hóa Việt, giáo dục đạo đức truyền thống uống nước nhớ nguồn. Kết thúc buổi chuyên đề, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba cho 4 đội chơi tại phần thi kiến thức và trao một gian hàng đạt giải nhất, một gian hàng đạt giải nhì, 7 gian hàng đạt đồng giải ba.